Mình biết mình đang ngồi. Mình biết mình còn sức khỏe. Mình đã biết thực tập. Mình rất may mắn. Thở vào. Mình theo dõi hơi thở vào. Thở ra. Mình theo dõi hơi thở ra. Vào. Thưởng thức. Hơi thở vào. Ra. Thưởng thức. Đây là hơi thở ra. Thở vào, mình đang yên. Thở ra, mình mỉm cười. Sự yên lặng của mình. Cơ thể mình yên. Hai đôi mắt. Tâm thức của mình từ từ yên. Thở vào, mình không cần làm gì hết, không bận rộn, không cần nhìn qua nhìn lại, không cần gây chuyện gì hết. Hạnh phúc quá, mình không có chuyện. Không cần làm gì hết. Hạnh phúc được ngồi yên. Thở vào, mình buông thư, nhẹ nhàng. Thở ra, mình không cần cố gắng. Tự nhiên, hơi thở vào, tự nhiên. Hơi thở ra. Buông thư. Thở vào, mình thấy khỏe. Sự yên lặng. Sự yên thân của mình. Thở ra, mình thấy rất là nhẹ. Hai vai, hết cả cơ thể, là nhẹ. Khỏe, nhẹ. Thở vào, mình có mặt cho mình. Hai cơ thể của mình đang ngồi.
tâm của mình đang có mặt trong giây phút hiện tại. Thở ra, mình mỉm cười. Mỉm cười cho mình, cho ba, cho mẹ, cho mình. Vào có mặt cho mình. Thở ra, mình cười thương mình. Xin phép nhắc lại cho mọi người mới tới thì
trừ là cơ hội để mình lấy tay của mình bỏ vô túi để lấy cái điện thoại ra là mình tắt nó. Mình đợi mấy phút nè, mọi người bỏ cái tay vô rồi tắt. Mọi người sẽ nói không sao đâu, chắc mình không có ai gọi đâu. Xin mời quý vị trừ lại giây phút để tắt. Trong vòng tiếng rưỡi này mình sẽ tôn trọng cái môi trường mình đang xây dựng. Cảm ơn đại chúng. Giờ khi mà quý thầy, quý sư cô đứng dậy và có nhiều chỗ trống gần quý thầy, quý sư cô thì xin quý vị có thể ngồi vào những cái chỗ gần quý thầy, quý sư cô. Xin phép thưa qua chương trình của buổi lễ sáng hôm nay thì mình sẽ trước hết mình sẽ dâng hương lại tự ân, sau đó mình ngồi xuống khai kinh tụng bài kinh tự tẩm hạt giống tốt, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe đoạn văn bông hồng cài áo, bài hát bông hồng cài áo. Sau đó thì mình sẽ có cài hoa. Lần này thì mình chỉ có nhận hoa thôi và mình giữ ước trên tay của mình. Và mình không có cài liền. Mình sẽ đợi thầy hướng dẫn và cùng cài chúng với nhau một lần. Và sau đó thì đại chúng cùng lắng nghe thư cảm niệm về ba và thư cảm niệm về mẹ và hồi hướng. Trong khi đảnh lễ, quý vị nào ngồi trên ghế không có thể đảnh lễ được thì mình chỉ cần xả sâu xuống. Con đường giác ngộ
Xin mọi loài chúng sinh từ bỏ cõi lãng quên theo đường giới định tuệ, quay về trong tình thức. Nam mô Đức Bồ Tát Cúng Dường Hương, Nam mô Đức Bồ Tát Cúng Dường Hương, Nam mô Đức Bồ Tát Cúng Dường Hương. Bừng đại giác viên mãn xuất hiện nơi cõi ta bà, tâm lòng ôm trọn cả thái hư trí giác soi cùng đại thiên thế giới. Xin rủ lòng từ xót thương minh chứng, Thế Tôn dung mạo như vân nguyện lại như mặt nhật phong quang minh, hào quang trí tuệ chiếu muôn phương, hỷ xả tư bi điều thâm nhuận. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sa Kia Mâu Ni. Đệ tử chúng con mang ơn cha mẹ sinh thành, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Đệ tử chúng con mang ơn sư trưởng giáo huấn, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương.
Đệ tử chúng con mang ơn bằng hữu và các bậc thiền tri thức đã tác thành cho. Cúi đầu kính lễ Tam Bảo Thường Trụ trong mười phương. Đệ tử chúng con mang ơn mỗi loài chúng sinh, cỏ cây sông núi đất đá, cúi đầu kinh lễ Tam Bảo Thường Trụ trong mười phương. Kính mời đại chúng chuyên kinh từ hàng đầu xuống cho những vị ở sau.
Bà tổ và cô công an.
Kính thưa đại chúng, hôm nay đại chúng đã tập hợp để làm lễ cài hoa Vu Lan. Xin đại chúng lắng lòng nghe. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chúng ta quy tụ hôm nay để tưởng nhớ tới ân đức và sinh thành, để cầu nguyện cho cha mẹ và để thánh thắp sáng ý thức về tình nghĩa và hạnh phúc. Trước hết, xin đại chúng nghe đọc đoạn văn Bông Hồng Cài Áo. Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương, mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không lớn lên được, cằn cỗi, héo mòn. Ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật ký: tai nạn lớn nhất đã xảy ra cho tôi rồi. Lớn đến cách mấy mà mất mẹ thì cũng như không lớn. Cũng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi. Những bài hát, những bài thơ ca tụng tình mẹ, bài nào cũng dễ hát, cũng hay. Người viết dù không có tài ba, cũng có rung cảm chân thành. Người hát ca, trừ là kẻ không có mẹ, ngay từ thuở chưa có ý niệm, ai cũng cảm động khi nói đến tình mẹ. Đâu cũng có, thời nào cũng có. Bài thơ mất mẹ mà tôi thích nhất từ hồi nhỏ là một bài thơ rất giản dị: mẹ đang còn sống, nhưng mỗi khi đọc bài ấy thì sợ sệt lo âu, sợ sệt lo âu cho một cái gì còn xa, chưa đến nhưng chắc chắn phải đến. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ, mất cả một bầu trời. Một bầu trời thương yêu dịu ngọt. Lâu quá mình đã bơi lội trong đó, sung sướng mà không hay. Để hôm nay bừng tỉnh thì thấy đã mất rồi. Người nhà quê Việt Nam không ưa nói cách cao kỳ, nói rằng bà mẹ già là một kho tàng của thương yêu, của hạnh phúc thì cũng đã là cao kỳ rồi. Nói mẹ già là một thứ chuối, một thứ xôi, một thứ đường ngọt dịu. Người dân quê đã diễn tả được tình mẹ một cách giản dị vừa đúng mức. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lâu. Ngon biết bao nhiêu, những lúc miệng vừa nhạt sau một cơn sốt. Những lúc như thế thì không có món ăn gì có thể gợi được khẩu vị của ta. Chỉ khi nào mẹ đến, kéo chăn đắp lại ngực cho ta,
đặt bàn tay trên trán nóng ta và than thở, khổ chưa con tôi. Ta mới cảm thấy đầy đủ, ấm áp, thấm nhuần chất ngọt của tình mẹ. Ngọt thơm như chuối ba hương, đường mía lau, xoay nếp một ấy, không bao giờ cùng tận. Mẹ là một dòng suối, một kho tàng vô tận. Vậy mà lắm lúc ta không biết, để lãng phí một cách oan uổng. Mẹ là một món quà lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta, những kẻ đã và đang có mẹ. Đừng có đợi đến khi mẹ chết rồi mới nói: trời ơi, tôi sống bên mẹ suốt mấy mươi năm trời mà chưa có lúc nào nhìn kỹ được mặt mẹ. Lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua, trao đổi vài câu ngắn ngủi, xin tiền ăn quà, đòi hỏi mọi chuyện. Ôm mẹ mà ngủ cho ấm, giận dỗi, hờn lẫy, gây bao nhiêu chuyện rắc rối cho mẹ phải lo lắng, ốm mòn, thức khuya dậy sớm vì con, chết sớm cũng vì con. Để mẹ phải suốt đời bếp núc, má vá may, giặt rửa, dọn dẹp. Và để mình bận rộn suốt đời, lên xuống ra vào lợi danh. Mẹ không có thì giờ nhìn kỹ con, và con cũng không có thì giờ nhìn kỹ mẹ. Để khi mẹ mất, mình có cảm nghĩ, thật như là mình chưa bao giờ có ý thức rằng mình có mẹ. Chiều nay, khi đi học về hoặc khi đi làm về, em hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Em sẽ ngồi xuống bên mẹ, sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ mà đừng nói năng chi. Rồi em sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ để trông thấy mẹ và để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên em. Cầm tay mẹ, em sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Em hỏi: mẹ ơi, mẹ có biết không? Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ hỏi em, vừa cười vừa hỏi: biết gì? Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, em sẽ hỏi tiếp: mẹ có biết là con thương mẹ không? Câu hỏi sẽ không cần được trả lời, cho dù người lớn 30-40 tuổi cũng có thể hỏi một câu như thế. Bởi vì người là con của mẹ, mẹ và em sẽ đều trở thành bất diệt. Và ngày mai mẹ mất, em sẽ không hối hận, đau lòng. Thương mẹ không phải là một vấn đề luân lý đạo đức. Anh mà nghĩ rằng tôi viết bài này để khuyên anh về luân lý đạo đức là anh lầm. Thương mẹ là một vấn đề hưởng thụ. Mẹ như suối ngọt, như đường mía lau, như xôi nếp một. Anh không hưởng thụ thì uổng cho anh, chị không hưởng thụ thì thiệt cho chị. Tôi chỉ cảnh cáo cho anh chị biết mà thôi. Để mai này anh chị đừng có than thở rằng đời ta không còn gì cả. Một món quà như mẹ mà còn không vừa ý, thì họa chăng có làm Ngọc Hoàng Thượng Đế mới vừa ý, mới bằng lòng, mới sung sướng. Nhưng tôi biết Ngọc Hoàng không sung sướng đâu. Bởi Ngọc Hoàng là đấng tự sinh, không bao giờ có diễm phúc có được một bà mẹ. Tôi kể chuyện này, anh đừng nói tôi khờ dại. Đáng lẽ chị tôi không nên đi lấy chồng, và tôi không nên đi tu mới phải. Chúng tôi bỏ mẹ mà đi, người thì theo cuộc đời mới,
bên cạnh người con trai thương yêu. Người thì đi theo lý tưởng đạo đức mình say mê và tôn thờ. Ngày chị tôi đi lấy chồng, mẹ tôi lo lắng lăng xăng, không tỏ vẻ buồn bã chi. Nhưng đến khi chúng tôi ăn cơm trong phòng, ăn qua loa để đợi rước dâu, thì mẹ tôi không nuốt được miếng nào. Mẹ nói, 18 năm trời nó ngồi ăn cơm với mình, bây giờ nó ăn bữa cuối cùng rồi, thì nó sẽ đi ăn ở nhà một nhà khác. Chị tôi gục đầu xuống mâm cơm, khóc. Chị nói, thôi, con không lấy chồng nữa. Nhưng rốt cuộc thì chị cũng đi lấy chồng. Còn tôi thì bỏ mẹ mà đi tu. Các ái từ sở thân là lời khen ngợi người có chí xuất gia. Tôi không tự hào chi về lời khen đó cả. Tôi thương mẹ, nhưng tôi có lý tưởng, vì vậy phải xa mẹ. Thiệt thòi cho tôi, có thế thôi. Ở trên đời, có nhiều khi ta phải chọn lựa, mà không có sự chọn lựa nào là không khổ đau. Anh không thể bắt cá hai tay. Chỉ khổ là vì muốn làm người nên anh phải khổ đau. Tôi không hối hận vì bỏ mẹ đi tu, nhưng tôi tiếc và thương cho tôi vô phúc thiệt thòi, nên không được hưởng thụ tất cả kho tàng quý báu đó. Mỗi buổi chiều lạy Phật, tôi cầu nguyện cho mẹ, nhưng tôi không được ăn chuối ba hương, xôi nếp một và đường mía lau. Anh cũng đừng tưởng tôi khuyên anh không nên đuổi theo sự nghiệp mà chỉ nên ở nhà với mẹ. Tôi đã nói là tôi không khuyên răn ai hết. Tôi không giảng luân lý đạo đức rồi mà. Tôi chỉ nhắc anh, mẹ là chuối, là xôi, là đường, là mật, là ngọt ngào, là tình thương. Để anh đừng quên, để chị đừng quên, để em đừng quên. Quên là một lỗi lớn, cũng không phải là lỗi nữa, mà là một sự thiệt thòi. Mà tôi không muốn anh chị thiệt thòi, vô tình mà thiệt thòi, khờ dại mà thiệt thòi. Tôi xin cào vào túi áo anh một bông hoa hồng để anh sung sướng, thế thôi. Nếu có khuyên, thì tôi sẽ khuyên anh như thế này. Chiều nay, khi đi học về hoặc đi làm về, anh hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Anh sẽ ngồi xuống bên mẹ, sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, mà đừng nói năng chi. Rồi anh sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ, để trông thấy mẹ, và để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên anh. Cầm tay mẹ, anh sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Anh hỏi, mẹ ơi, mẹ có biết không? Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ nhìn anh, vừa cười vừa hỏi, biết gì? Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, anh sẽ hỏi tiếp, mẹ có biết là con thương mẹ không? Câu hỏi sẽ không cần được trả lời, cho dù anh lớn 30-40 tuổi, chị lớn 30-40 tuổi thì cũng hỏi câu ấy. Bởi vì anh, bởi vì chị, bởi vì em đều là con của mẹ. Mẹ và anh sẽ sung sướng, sẽ được sống trong ý thức tình thương bất dị. Và ngày mai mẹ mất, anh sẽ không hối hận, đau lòng,
tiếc rằng anh không có mẹ. Đó là điệp khúc tôi muốn ca hát cho anh nghe hôm nay. Và anh hãy ca, chị hãy ca, em hãy ca, cho cuộc đời đừng chìm trong vô tâm quên lãng. Đóa hoa màu hồng tôi cài trên áo anh rồi đó, anh hãy sung sướng đi. Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười. Ngờ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu anh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mơ trên cao, như đóa hoa không
Kính thưa đại chúng, đây là phút giây giao cảm thiêng liêng khi những đứa con cùng hướng về các đấng sinh thành. Xin quý vị hãy đón nhận một bông hoa hồng và nâng trên hai tay để quán chiếu về tình cha nghĩa mẹ. Dù cha mẹ đang còn hiền hữu hay đã khuất nụy, thì giờ phút này xin quý vị hãy tiếp xúc để thấy ba mẹ đang có mặt trong từng tế bào cơ thể chúng ta. Đây là hơi thở của ba. Đây là nụ cười của mẹ. Đây là hiểu biết của ba. Đây là tình thương của mẹ. Xin mời quý vị nâng hoa ngồi thở, mỉm cười với ba mẹ trong mình, cho đến khi được nghe lời hướng dẫn để cùng cài hoa chung với nhau.
Xin mời đại chúng mình dâng lên bông hoa hồng trên tay, hai tay của mình để nó trước mặt để mình quán. Thở vào, con thấy ba mẹ đang có mặt trong con. Thở ra, con thắp sáng ý thức. Con là sự tiếp nối màu nhiệm của ba mẹ. Đóa hoa hồng này là chứng tích của tình phụ mẫu thiêng liêng. Xin đại chúng nâng đóa hoa hồng này lên và cài vào trái tim mình với tất cả tình thương, yêu và biết ơn và lòng trân quý. Đóa hoa màu hồng tôi cài lên áo anh rồi đó, anh hãy sung sướng đi. Đóa hoa màu hồng tôi cài lên áo chị đây rồi đó, chị hãy sung sướng đi. Ba thương của con, lại thêm một mùa Vu Lan nữa ba đi vắng. Nhưng trong con luôn có cảm giác như ba không đi đâu xa cả. Ba vẫn còn ở đây với con, với gia đình mình. Ba có biết là con đã rất vui khi ngồi viết lá thư này không? Vì hình ảnh lần đầu tiên ba nhận lá thư của con gửi về, nó cứ hiện rõ trong tâm trí con. Con nghe dì kể lại là ba đã đi khoe với mọi người trong nhà và khóc khi đọc thư con. Con cũng khóc khi nghe dì kể lại, bởi chưa bao giờ con nhìn thấy ba khóc. Ba luôn giữ phong độ dù có khó khăn, vất vả trong cuộc sống đến đâu. Ấy vậy mà chỉ vì lá thư nhỏ của con đã khiến ba rơi lệ. Ba ơi, con gái xin lỗi ba vì nhiều lần cầm bút trên tay muốn viết thư cho ba, nhưng con cứ viết rồi lại xóa, lại thấy sến vì con chưa quen thể hiện tình cảm như thế. Và thật may, con đã phá bỏ được cái định kiến ấy để viết thư đầu tiên gửi ba. Không ngờ đó cũng là lá thư cuối cùng đến được tay ba. Ba biết con vui như thế nào khi biết ba đã đọc lá thư của con 2 ngày trước khi ba ra đi không? Vì lá thư ấy là cơ hội duy nhất con bày tỏ nỗi lòng của con với ba. Con đã nói ra hết những lý do khiến con đi tu. Con đã được nói lên hết những lời xin lỗi với ba
khi con đã không kịp xin phép ba mà đi tu, lại nói dối là con vào Sài Gòn để đi làm. Con biết ba cảm được, tuy không hỏi, cũng không hề ngăn cản con, nhưng trong ánh mắt ấy, con thấy ba nhìn con đi, ánh mắt ấy làm con nhớ mãi. Ba biết không, trong một giấc mơ, con thấy ba đi qua cái cầu cỏ lửa nóng bức bao quanh. Con đã rất sợ giấc mơ ấy thành hiện thực. Giấc mơ ấy cũng trùng với thời gian ba bình. Căn bình có thể cướp đi mạng sống của ba bất cứ lúc nào. Thấy ba mệt, nằm thở, con rất lo và rất sợ. Và chính điều đó đã thôi thúc con đi tu càng sớm càng tốt. Khi vẫn dang dở, mong muốn đi làm kiếm tiền, lo cho ba mẹ đầy đủ hơn. Con không muốn thấy ba đau khi đi qua từng ngọn lửa như trong giấc mơ thứ nhất. Con chỉ muốn thấy ba mỉm cười, nhìn con nói rằng cảm ơn con khi Bụt đưa bàn tay ra đón con đến gặp ba trong giấc mơ thứ hai. Lúc đó, con không thể kể cho ba nghe hai giấc mơ ấy. Con chỉ giấu cho riêng mình và âm thầm lên kế hoạch đi tu. Sợ mất ba, vì nếu con có làm ra nhiều tiền đi nữa mà không có ba thì cũng vô nghĩa. Ba có nhớ lúc còn nhỏ con hay chơi trò so chân với ba không? Chân ba thì to, chân con thì nhỏ. Vậy mà khi nào rảnh là đòi ba ngồi duỗi thẳng bàn chân ra so thêm chân ai to hơn. Lúc nào con cũng thua ba, có lúc con chồng cả hai chân mình lên mới bằng một chân của ba. Ba nói, sau này lớn lên, chân con sẽ to cao bằng chân ba. Nghe vậy con khoái lắm. Con nói, sau này con sẽ ở mãi với ba, chăm ba về già, sẽ kiếm thật nhiều tiền cho ba được nghỉ ngơi, vì con thấy da chân của ba đã chai cứng. Nghe vậy, ba chỉ nhìn con gật đầu, cười thôi, con trẻ con quả, đúng không ba? Lớn lên, con không còn thích chơi trò so chân với ba nữa, con thích đi chơi với bạn nhiều hơn. Lớn lên, đi học, ra trường, xa nhà. Lâu lâu con mới về thăm ba một lần, mà lần nào về con cũng không mang giày. Vậy là lần nào ba cũng lấy đôi dép đẹp nhất của ba cho con mang hết. Đôi dép mà chỉ khi có việc quan trọng ba mới đem ra mang, nên ba giữ gìn nó cẩn thận lắm. Dép ba êm và thoải mái, đôi chân của con cũng đã dài gần bằng chân ba rồi đó. Đôi chân này của ai chưa từng một lần chết? Ai ngày qua đã sinh, ai ngày mai sẽ dẹp? Ba ơi, dù rằng con không còn chơi trò so chân khi xưa với ba nữa, nhưng mỗi lần nhìn bàn chân mình, con lại thấy chân ba trong chân con. Đôi chân bé nhỏ ngày xưa của con giờ đã lớn, đang vững bước trên đường và đang làm những điều mà ba đang dang dở. Ba ơi, con đã rất vui khi được gặp ba trong giấc mơ. Con thấy ba vào chùa thăm con. Ba chẳng nói gì, chỉ đứng từ xa nhìn con và cười thôi. Có những lúc tâm con lên xuống, chật vật với thử thách trên con đường tu, thì dòng ba cứ vòng lên bên tai con, mạnh mẽ lên con gái. Lúc đó nước mắt con tuôn dài, câu nói động viên của ba giúp con có động lực đứng lên đi tiếp, đối mặt với những chông gai trong lòng mình. Con đã không làm ba thất vọng phải không? Dù có khó khăn đến đâu, con cũng chẳng sợ, vì ba đã có ba bên cạnh rồi. Con cảm ơn ba đã dạy cho con biết sống ngay thẳng, không làm điều hại ai,
để có được cái thấy vô úy, không sợ hãi. Ba dạy cho con biết thương yêu, san sẻ đến mọi người. Ba truyền cho con cái phước của tổ tiên để được làm người tu, có được cái hình hài nguyên vẹn để làm những điều mình thích. Ba đã ra đi nhẹ nhàng trong vòng tay mẹ đúng như ước nguyện. Nếu có chết, xin được chết nhẹ nhàng mà không làm khổ gia đình. Dù bây giờ con không còn thấy hình hài thân quen của ba nữa, nhưng con hay tập nhìn để thấy ba trong những đám mây trắng trên bầu trời, đang song hành cùng con trong những bước chân thiền hành mỗi sáng, hay nghe tiếng ba trong cơn gió khẽ nhẹ lướt qua. Có khi con thấy ba là tia nắng ban mai chiếu qua từng ngọn lá, vẫy tay chào con, hay là cơn mưa về nói chuyện cùng con, hay là hạt cát trên biển cho con chạm chân vào. Trái tim con mang đầy nhiệt huyết ba trao truyền, ba đang sống trong từng hơi thở, niềm vui của con mỗi ngày. Bông hoa hồng năm nay con cài lên áo với ý thức là ba vẫn luôn còn sống trong con. Mặc dù hình hài ba đã tạm ẩn tàng, ba ơi, tuy ba không giỏi như bao nhiêu người khác, nhưng ba là người khiến con rất tự hào. Con mong ở một nơi an lành nào đó, ba cũng đang được sống an vui. Hai cha con mình được che chở trong tình thương bao la của chư Bụt, của Tam Bảo. Tặng ba câu thơ mà con rất được nuôi dưỡng, đã giúp con đi qua những đau buồn vốn có của một người con bình thường khi mất ba, để nhìn thấy được sự sống bất sinh bất diệt của ba nơi từng tế bào, mạch máu và hơi thở trong con. Đám mây không sinh diệt, ba ở đây đâu xa, tình thương là bất diệt trong hơi thở bao la. Thương ba thật nhiều, con gái nhỏ của ba. Tiếp theo, lời cảm niệm về mẹ. Mẹ kính thương của con, chẳng còn ai yêu thương con như khi
con còn bé, chẳng còn ai sẽ quan tâm và đưa đón lúc tan trường. Cả tuổi thơ con bên cha chỉ nhớ nhất là những kỷ niệm chỉ đông đầy tiếng cha cười, nhớ những ngày tháng yên bình nhất trên đời. Cơn gió thổi mái tóc rối bời, muốn được cha trải tóc thôi. Con ước dấu tháng năm trôi đi vội vàng, vẫn được hoài ở bên cha mãi. Giờ ngày mai lung thức giấc, nhưng cha không còn nữa. Chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa. Chẳng còn ai cứ mỗi tối hỏi con đã về chưa. Chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường. Chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé. Chẳng còn ai sẽ quan tâm và đưa đón lúc tan trường. Cả tuổi thơ con bên cha chỉ nhớ nhất là những kỷ niệm chỉ đông đầy tiếng cha cười, nhớ những ngày tháng yên bình nhất trên đời. Vì sao mãi đến lúc khi trong con đã lớn thì mới hiểu những nỗi lo trong tim của cha, dành tất cả những ấm áp cho con bao ngày qua. Chỉ vì con cha hy sinh cả cuộc đời. Vì sao bao gian lao kia cha không bao giờ kể? Vì sao những nỗi mất mát cha chỉ giữ mãi riêng mình? Cả tuổi thơ con bên cha nhưng chẳng thấy được nước mắt cùng nỗi đau và những nỗi buồn. Những câu chuyện chỉ đông đầy tiếng cha cười. Gian khổ chịu đựng và hy sinh, con nghĩ đó là tình mẹ. Con nhớ những ngày còn bé, con hay dụi đầu vào lòng mẹ, nũng nịu đòi mẹ kể về thời điểm mẹ chuyển dạ sinh con. Câu chuyện mà tình tiết chẳng bao giờ thay đổi, nhưng lần nào nghe con cũng thấy ly kỳ, thích thú, mà sâu thẳm bên trong là một thứ cảm xúc không rõ mặt mũi. Nhưng càng về sau, con mới thấm hiểu đó là ân tình sinh thành thiêng liêng trong cuộc đời. Con được nghe kể lại khi mang thai con, gia đình mình còn rất nghèo, mẹ ăn uống thiếu thốn lắm. Lắm khi người ta ngồi ăn trứng vịt, mẹ thèm lắm nhưng không có tiền để mua.
chính vì vậy mà sau này con thèm ăn gì là mẹ cho tiền mua ngay. Mẹ nói rằng vì ngày mang con trong bụng, con thèm đủ thứ mà mẹ không có tiền cho ăn, nên giờ mẹ muốn bù đắp cho con. Phải chăng tình thương của mọi bà mẹ đều bao la thế? Con đã sống trong mẹ, lấy máu của mẹ để lớn lên. Lẽ ra con phải là người nợ mẹ, chứ đâu phải mẹ nợ con. Vậy mà bao giờ mẹ cũng luôn nghĩ phải bù đắp cho con. Từ khi còn rất nhỏ, con đã nhiều lần chứng kiến cảnh ba bạo hành mẹ, và trong lòng chỉ còn chứa đầy nỗi kết đau thương. Dần dần lớn lên, con cũng đã trở thành đứa con trai cao to giống ba. Cũng là lúc con bắt đầu biết thay mẹ phản kháng lại những bạo hành. Và nhiều năm sau, ba và mẹ cũng ly dị vì ba có người phụ nữ khác. Mẹ đau khổ suốt nửa năm trời. Khi con chìm vào giấc ngủ say, cũng là lúc mẹ lau vội những dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, tự hỏi sao cuộc đời của mình lại lắm trung chuyên như thế. Con biết mẹ khổ và đã từng tự nhủ sẽ thay ba bù đắp cho mẹ. Nhưng thế rồi, thời gian lướt qua, người ta hay ví đời người như cánh chim không mỏi. Con người khi lớn lên liền như con chim đủ lông đủ cánh, nhìn quãng trời cao rộng mà tung bay đi khám phá, để rồi quên cội, quên nguồn, quên tổ, quên tông. Con lớn lên có thêm bạn bè và những cuộc vui ngoài xã hội. Sài Gòn là thành phố không ngủ, vì thời gian nào trong ngày cũng có chỗ để vui chơi. Và con đã làm cánh chim lạc bầy, nhận nhầm bạn bè là gia đình, vùi mình vào những cuộc vui thâu đêm, rong ruổi trên những con đường dục lạc trước mắt mà quên bẵng cái hẹn xưa cũ với lòng mình. Có biết bao cuộc gọi của mẹ giữa đêm mà con đã không thèm bắt máy, bao nhiêu dòng tin nhắn lo âu con chẳng mảy may quan tâm trả lời. Mãi khi thân tâm xác xơ, tơi bời sau cuộc vui tàn lụi như đống tro tắt ngón, trở về òa khóc trong vòng tay mẹ với tâm hồn đầy thương tích, con mới tỉnh ngộ và nhận ra tóc của mẹ đã bạc hơn phân nửa. Những nếp nhăn trên mặt mẹ như dấu ấn của thời gian cực khổ. Những chai sần trên đôi tay mẹ mới làm con thảng thốt nhận ra con đã tệ bạc thế nào. Con đã từng căm ghét ba, nhưng rồi có khác gì ba đâu phải không mẹ? Con cũng đã bỏ mặc mẹ mỏi mòn trong ngóng, đã lấy đi những nụ cười còn sót lại trên môi mẹ. Vậy mà sau tất cả, mẹ vẫn dang rộng đôi tay để ôm lấy những sai lầm, những yếu đuối của con. Mẹ đã cùng con đi qua những thăng trầm ngỡ rằng không qua khỏi. Nếu không có mẹ thì không biết con sẽ ra sao. Mẹ ơi, biết bao nhiêu hạnh phúc và khổ đau mà con đã nếm trải trong cuộc đời này, và cuối con đường đứng đó vẫn là mẹ, vị bụt bằng xương bằng thịt, luôn bao dung, thương con không điều kiện, chỉ mong con có được bình an và hạnh phúc. Mẹ ơi, bây giờ mẹ con mình đã có con đường tu, sau bao nhiêu khổ đau sóng gió cuộc đời, con đã may mắn tìm lại được hướng sống lành thiện cho cuộc đời mình. Con lại trở về với mẹ thật chân thật, nhờ được học cách trân quý người con thương, con đã dành nhiều thời gian hơn để ý thức về sự có mặt của mẹ, và cũng như ý thức những trao truyền và tiếp nối trong con. Những hạt giống tốt của mẹ là sự kiên nhẫn, cần mẫn, tình thương.
sẽ tiếp tục nuôi lớn những hạt giống yếu kém, khiếm khuyết mà mẹ chưa chuyển hóa được, như hấp tấp, vội vàng, làm cho mau xong, đi cho mau tới. Mẹ con mình sẽ cùng chuyển hóa mẹ nhé. Nếu con có thể nở ra được như một bông hoa, thì con biết mẹ cũng hưởng được những diệu kỳ ấy của bông hoa ấy. Sự tu tập như nhịp cầu giúp con học nghe, học hiểu cho những quan điểm của mẹ, rằng có hiểu và thương, mẹ con mình sẽ cùng vượt qua được những rào cản trong tư duy của hai thế hệ. Con đã luôn cố gắng tốt đẹp trong mắt nhiều người, nên ở bên mẹ, con cũng sẽ tự nhắc nhở bản thân về sự nhớ ơn và trân quý mà sư ông vẫn thường dạy. Con sẽ chọn một ngày để dành trọn cho mẹ, không hẹn hò và gặp gỡ ai khác trong ngày thiêng liêng này, ngày mà con có được có mặt trên đời, ngày sinh nhật của con. Con không muốn chỉ dành cho bạn bè nữa, bởi mọi lời chúc tụng sẽ thật vô nghĩa nếu thiếu vắng sự tri ân mẹ, người đã đối đầu với sinh tử để cho con có được sự sống này. Con ý thức rằng con sẽ không có còn mãi những ngày sinh nhật còn mẹ bên cạnh như năm nay, nên với con, từng phút giây có mẹ thật đáng quý biết bao. Mẹ là một, là riêng, là duy nhất. Con sẽ không đợi đến một mai khi mẹ nằm im trong quan tài mới bàng hoàng thấy như mình đã mất cả bầu trời, mới hoảng hốt giật mình vì không còn mẹ. Ngày hôm nay, trong từng phút giây hiện tại màu nhiệm, con còn có mẹ. Con được cài trên ngực bông hồng đỏ thắm như tình thương của mẹ. Con ý thức sâu sắc đây là một phép màu. Mẹ con mình sẽ ôm nhau thật chặt trong niềm sướng vui vì mình đang còn có nhau, mẹ nhỉ. Con thương kính mẹ vô vàn, con trai của mẹ. Ngày mẹ đó
chạy ra đâu ngõ đâu xóm, nhìn quanh nhìn xa, giờ mẹ mẹ về chưa? Mẹ ơi đường xa mẹ đi chậm nhé, mẹ ơi đừng lo đàn con lẻ loi, mẹ ơi con đã ru em. Sinh